mẩn trước 11 nam thần sơ mi trắng trên màn ảnh Hoa ngữ. Thứ nhất, Dương Dương. Ngôi sao trẻ Dương Dương nổi đình nổi đám như hiện nay cũng một phần nhờ vào những tấm hình mặc áo sơ mi khí chất ngời ngời của anh. Một nam thần sở hữu gương mặt đẹp như tạc tượng và thân hình cao ráo như Dương Dương thì khoác bao tải rách cũng đẹp chứ huống chi là mặc áo sơ mi trắng quần Âu. Hình tượng soái ca sơ mi trắng của Dương Dương phổ biến nhất là vào thời điểm nam diễn viên tham gia bộ phim truyền hình Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên với vai đại thần Tiêu Nại. Dù khả năng diễn xuất vẫn còn rất hạn chế nhưng ngoại hình rực rỡ hơn cả ánh mặt trời đã giúp Tiêu Nại bớt phải nhận gạch đá từ phía khán giả. Thứ hai, Ngô Dược Phàm. Trai đẹp mà còn biết cách ăn mặc thời trang hợp gu như Ngô Dược Phàm thật khiến nhiều người hâm mộ chúng ta mệt tim. Tiểu sinh Ngô Dược Phàm từng không ít lần diện áo sơ mi trắng khi đi đóng phim. Ở mỗi vai diễn khác nhau, anh lại mang đến một hình tượng nhân vật với ý nghĩa riêng biệt về tấm áo sơ mi trắng. Nếu tính sơ sơ thì trên màn ảnh rộng, từng có ít nhất 3 lần Ngô Dược Phàm hóa thân thành nam thần áo sơ mi trắng. Đôi khi là một trạch dương nông nổi nhưng nhiệt thành trong Có Một Nơi Chỉ Chúng Ta Biết hay Hạ Mộc Trầm Buồn ở Nhã Vọng Thiên Đường. Lúc lại là trình tranh chỉnh chu lịch lãm của Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây. Thứ ba, Trần Học Đông. Nam thần Trần Học Đông tất nhiên không thể vắng mặt trong danh sách này. Mặc dù đóng phim đơ dần đều nhưng phải công nhận rằng Trần Học Đông mặc áo sơ mi trắng cũng rất soái. Mới đây nhất, nam diễn viên vừa tái xuất trên màn ảnh Hoa ngữ với vai Phó Tiểu Tư, một thiên tài hội họa kiêm nam thần trường học Lục Xuyên qua tác phẩm Hạ Chí Chưa Tới. Nam sinh Tiểu Tư Trần Học Đông lên sàn, khán giả chỉ biết ngây ngất trước nét đẹp hấp dẫn khó cưỡng của anh chàng. Thứ tư, Bạch Kính Đình. Bạn diễn của Trần Học Đông trong Hạ Chí Chưa Tới, Bạch Kính Đình cũng điển trai chẳng kém khi khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng muốt được lượt là phẳng phiu. Dù khi là Lục Chi Ngang trong Hạ Chí Chưa Tới nghịch ngợm nhí nhảnh hay một Sơ Nguyên Sư Huynh trong Thiếu Nữ Toàn Phong lãnh đạm trầm tính thì Bạch Kính Đình vẫn rất hợp với áo sơ mi trắng. Thứ năm, Lý Dịch Phong. Lý Dịch Phong rất hiếm khi diện áo sơ mi trắng, nhưng một khi đã mặc thì fan nữ xác định như chúng phải thính độc. Ở mỗi một thời điểm khác nhau, Phong Phong lại toát lên thần thái riêng biệt khi mặc áo sơ mi trắng. Thuở còn mới chập chững vào nghề, Lâm Hạo Lý Dịch Phong là chàng thiếu gia sang trọng với tấm áo sơ mi trắng hàng hiệu trong Thiên Kim Trở Về. Giờ đây khi đã bước sang tuổi 30, Lý Dịch Phong mang đến cảm giác an toàn, đáng tin cậy và trưởng thành khi khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng gọn gàng. Thứ 6, Trung Hán Lương. Tuy không còn trẻ trung như các đàn em khác trong nghề nhưng Trung Hán Lương diện sơ mi trắng vẫn đẹp lồng lộn chẳng thua kém bất cứ ai. Lứa tuổi U40 cùng những trải đời dày dặn giúp Trung Hán Lương toát lên vẻ lịch lãm mỗi khi mặc chiếc áo thần thánh ấy. Đó là sức hút khó tả của một người đàn ông trưởng thành. Thứ 7, Bành Vũ Yến. Ngộ không, Bành Vũ Yến cũng từng có một thời trẻ thích mặc áo sơ mi trắng như bao bạn bè đồng trang lứa. Chàng nam thần Đài Loan vốn phóng khoáng và thích phá cách nên chỉ lựa chọn những chiếc áo sơ mi tối giản hóa không cầu kỳ. Kể từ khi tập trung phát triển sự nghiệp điện ảnh, Bành Vũ Yến thường thử sức với các vai diễn khác nhau. Đã lâu lắm rồi, khán giả không được trông thấy một Trần Tâm Bành Vũ Yến hào sảng sôi nổi trong Năm Tháng Vội Vã hay một Lý Hành Si Tình Rụt Rè của Hợp Đồng Chia Tay. Đến bao giờ Bành Vũ Yến mới lại nhận các dự án phim Thanh Xuân Vườn Trường để cộng đồng fan được thấy anh mặc áo sơ mi trắng. Thứ 8, Tỉnh Bách Nhiên. Để trở thành nam thần, bạn chỉ cần mặc áo sơ mi trắng. Câu nói tưởng phi logic này lại rất đúng với trường hợp của tiểu sinh Tỉnh Bách Nhiên. Bình thường, nam diễn viên sinh năm 1989 bị đánh giá là kém sắc so với các bạn đồng nghiệp khác như Dương Dương hay Phó Tân Bác. Nhưng một khi đã khoác lên mình áo sơ mi trắng thì Tỉnh Bách Nhiên lại nổi bần bật với thần thái cuốn hút. Combo ánh mắt ôn nhu cộng với sơ mi trắng của Tỉnh Bách Nhiên quả thật không thể đùa được đâu. Thứ 9, Vương Khải. Bác sĩ Triệu Vương Khải của Hoan Lạc Tụng cũng từng có thời diện sơ mi trắng trên màn ảnh nhỏ. Ấy là khi nam diễn viên còn đóng vai Quý Bạch, chàng cảnh sát đầy dũng cảm và nhiệt huyết của Nếu Ốc Sên Có Tình Yêu. Tương tự như Trung Hán Lương, khi mặc sơ mi trắng, Vương Khải không mang đến vẻ trẻ trung tinh khôi mà lại mang cảm giác lãnh đạm chỉnh chu. Có lẽ đó là lý do vì sao Vương Khải lại dễ dàng chinh phục được nhiều khán giả nữ ở độ tuổi trung niên đến như vậy. Thứ 10, Lộc Hàm. Nếu từng theo dõi Trạch Thiên Ký thì chắc chắn khán giả không thể nào quên trang phục độc toàn màu trắng của tiểu sư phụ Trần Trường Sinh do Lộc Hàm đóng. 11. Hoắc Kiến Hoa. Lão cán bộ Hoắc Kiến Hoa nhiều khi thích trẻ hóa bản thân bằng cách thử ăn vận sơ mi trắng với quần Âu, đi giày tây, tóc vuốt ngược trong Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến.
Xuyên không về thời cổ đại, Bạc Cận Ngôn lúc này lại là thượng tiên Bạch Tử Họa, tài giỏi nhất nhì thiên hạ, nhưng vu thời trang lại chỉ quanh quẩn với mấy bộ trang phục trang trắng. We'll be right back.